Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Hôm nay đi giao du khắp nơi, nói chung là hôm nay đi tham quan trại. Và trại cá hôm nay sẽ là một trại cá La Hán các bạn nha. Thì bây giờ đang đi trên con đường đi và phát hiện được rất là nhiều lá vàng này, để mình quay camera lại cho các bạn xem. Trong con đường đi vô rất là nhiều lá vàng luôn, lùm. Đó, lá vàng khô, lá vàng tươi. Cái này như lá lại khô rồi, bóp nghe rập nè. Đó, nát bấy luôn. Và cái lá vàng đỏ này á, nó công dụng nó cao hơn so với là cái lá vàng thường. Nếu như các bạn gần các bạn, chỗ các bạn có lá vàng đỏ này, các bạn nên lượm về để nuôi cá rất là tốt. Ok, bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, đi vô thôi. Đi vô xem coi trại cá La Hán như thế nào. Bây giờ mình quảng cáo một chút xíu các bạn nha. Hiện đang trên tay mình đang là một bao cám DN dành cho cá La Hán mà mình hay giới thiệu trên kênh của mình. Thì hôm nay đơn vị tài trợ chương trình ngày hôm nay, có nghĩa là cái người giới thiệu mình cái trại này là cái người đã làm ra cái cám DN này, thì họ giới thiệu một cái địa chỉ đến cho mình mới có khả năng để dẫn các bạn đi xem cái trại cá các bạn nha. Thành ra mình sẽ cảm ơn anh bên công ty cám DN này. Đó, nếu như các bạn muốn ủng hộ thì các bạn có thể liên hệ đường link Shopee bên dưới mô tả video này. Cảm ơn các bạn nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình chính. Chưa anh Phước ơi, đang làm gì đó? Chào anh. Hello anh, nãy em gọi điện anh đó. Em bắt tay cái hôm nay em Nguyễn Phát đến từ kênh Nguyễn Phát, muốn ghé tham quan trại của anh trước. Xin giới thiệu các bạn, đây là anh Phước, hiện đang là nuôi cá La Hán, và đây là khu vực nuôi cá La Hán của anh đây. Năm nay anh không biết anh bao nhiêu tuổi ta? Năm nay mình 30 tuổi. Xin chào các bạn. Ok, thì vô chủ đề chính luôn đi. Ở đây anh nuôi cá La Hán thì ở đây anh có cá gì? Ở đây thì mình nói chung là mình nuôi cá trâu nhiều. Dạ. Yeah. Với lại thì cũng có hôm campa. Đây thì mấy cái dòng cá trâu này thì nó bán ra thị trường nó rất là chạy, bởi vì nhiều người ta ưa chuộng cái dòng cá trâu. Rồi, thì cái cá trâu của mình ở đây em thấy cái hồ kiến cũng khá nhiều, không biết là ở đây là có bao nhiêu cái hồ kiến to như này anh? Ở đây mình có khoảng 100 hồ. 100 hồ kiến. Còn tại vì cái này là hồ là để show cá lên cho khách vừa người ta coi nữa. Rồi còn mấy cái bình phơm bên đây? Bình phơm bên này khoảng 300 bình á. 300 bình? Dạ. Trời, 300 bình là nhiều lắm nha các bạn nha. Rồi bây giờ anh có thể thế nào mà anh đi cho khán giả xem cái cá trâu anh đang nuôi. Ở đây anh cảm giác có con cá nào mà nó đẹp nhất mà anh cảm thấy mà nó anh thích nhất không ở đây? Cá đẹp nhất hả? Vậy thì
nếu mà nó đẹp thì nói chung là cũng tùy theo mắt của mỗi người. Dạ. Có người người ta thích thì nói chung là mấy cái dòng trâu như vậy. Nó như dòng anh đây, anh xem nè. Đây ví dụ như trâu. Trâu full sáng đầu. Từ từ để em mở đèn lên cho nó thấy cho nó rõ. Đó các bạn, mình mở đèn lên rồi đó. Thấy không? Nó chói ha. Đó, sáng rồi đó. Một trâu giống như chẳng như con này. Ở đây ha. Từ từ anh cầm giùm em cái đèn. Anh cầm giùm em cái đèn, anh lấy nét cái đèn. Cái con này như thế nào mà gọi là đẹp anh? Này nếu mà xét á thì nếu mà chung là bây giờ là ưa chuộng là chơi cái vàng trâu sợi trên đầu. Anh bắt nó được không? Anh bắt nó được không? Nó núp rồi. Anh lấy tay em kẹp thử. Đấy, lên xíu để. À, tí anh lấy giờ anh đang kẹp cho các bạn xem nha. Mình mở đèn nè, mình mở đèn sáng quá nè, cái đèn của mình nè, mình mở đèn sáng của nó hết hồn. Đây các bạn, đó, đó nhìn trâu, nó lên trâu ha, là trâu sợi đúng không? Dạ đúng rồi, trâu là trâu này là trâu sợi, full trâu đầu luôn. Cái này con này được bao nhiêu tháng rồi, đậu to anh? Con này nuôi 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy rồi. Rồi anh có cho ăn tép không? À, không anh, ở đây là cá nuôi, tại vì em cho ăn mùa mưa đó, thì nói chung là không ăn tép nhiều. Nó dễ bị sình bụng. Không ăn tép được mà sao cái đậu lên to ấy? Do cái gen hay sao? Do một phần là do cái bổn của nó, gen nó tốt. Với lại thì cho chế độ ăn đó. Rồi cái này anh cho ăn như thế nào? Thì cho ăn hai một ngày hai cử. À, sáng thì mình cho ăn trùng huyết, còn chiều thì mình cho ăn cá. Cái loại cám này nè. À. Cái cám này đang bán trên thị trường rất là chạy. Không, tại vì hôm nay nói chung là anh biết sao mà em biết anh không? Là do cái ông làm này nè, em hỏi là em muốn đi tham quan chạy cá La Hán. À. Thì ảnh mới nói thôi để có máy chạy người ta đang sử dụng sản phẩm của anh. À, để em cho địa chỉ, anh cho địa chỉ rồi em tới, thì bắt đầu cho địa chỉ rồi bắt đầu xách xe chạy tới đây. À vậy là tại vì anh điện thoại này anh không nói trước tại em cũng đâu có biết là anh Đạt ảnh giới thiệu. À không biết luôn. Em sử dụng cám của bên anh Đạt. Thì đó, ổng nói, có nghĩa là ổng nói là có mấy trại bây giờ đang xài cám của anh á, người ta xài dữ lắm, mà bây giờ để anh xin phép coi có ai cho xuống trại tham quan không, để xuống tham quan. Rồi. Ở đây còn anh còn con cá trâu nào nó xuất sắc không? Cá trâu này, thì nói chung là mấy cái dạng trâu này là nó trâu sợi rồi vậy không? Đa số là mấy con trâu sợi vậy á. À. Rồi có cam pha. Cam pha anh có confirm con nào? Cam pha có phơm nhưng mà nói chung là nó còn rất là nhỏ. Đâu, hình như là mấy con bên đây. À, bên kia còn nữa hả? Dạ, còn nữa anh. Bên kia còn thử các bạn nha. Cam pha thì cũng con này. Con nó là cam pha hai tông. Nó không muốn làm tivi các bạn ơi, mình thấy. Nó thấy mình cầm camera, nó không muốn làm tivi. Nó nhát đèn. À, cái con này nhát đèn. Lên tivi không? Mày lên tivi không? Lên tivi nè. Con không muốn làm tivi. Rồi á, anh có đi làm gì không hay là chỉ nuôi cá hả? À, hồi trước thì mình còn đi làm bên xây dựng. Mà bây giờ vợ mình sanh á, bây giờ phải ở nhà trông cháu, phụ vợ rồi. Nên bây giờ ở nhà chỉ nuôi cá này thôi. Rồi nếu mà không đi làm, sống bằng cái nghề làm cá La Hán này sống nổi không? Thì nói chung cũng có thu nhập đều đặn. Nhưng mà nói chung là thì cũng đủ trang trải cuộc sống này.
cuộc sống rồi. Chơi cái nghề này nói chung là bán là gì đam mê rồi nọ đồ, mình thì đã chơi hết chơi cá từ nhỏ mà. Anh cho con này mình học coi, anh cho con này học. Búp. Học coi. Búp, dính rồi. Rồi cá này anh bán như thế nào? Thì cá này nói chung là bán, mình bán thì bán trên mạng, bán online trang đồ này nọ đồ. Có nhiều người người ta thích đó, thì cũng xuất khẩu đi này nọ, ví dụ như là bên qua Thái Lan, Indo. Đó thì nói chung là việc đa số thì nói chung hẳn là bán ở Việt Nam này rất là nhiều. Rồi khu vực vòng vòng đây có ai nuôi cái này không anh? Có chứ anh, tại vì ở đây em bán thì có nhiều người xung, tại vì em bán là bán chỉ bán trên mạng thôi, chứ lại có người ta mua là một lần rồi người ta sẽ giới thiệu cho nhiều người xung quanh này nè. Ở đây người ta mua rất là nhiều. Anh nuôi cái này được bao nhiêu năm rồi? Nuôi chứ, nuôi cái này chứ tầm hơn một năm mà. Hơn năm à? À, tại hồi trước thì nói chung là đam mê cá mà. Tại vì cái nuôi, cái ngày càng nuôi càng giống như nó nuôi nó cuốn hút mình, nó cái lún sâu vô. Thằng nào nuôi cá cũng vậy. Không phải riêng mình anh, thằng nào nuôi cá cũng vậy. Em ngày xưa cũng nuôi con, cũng bị cuốn giờ vô. Mới đầu là... chơi có hai hồ, cái từ từ cái hết cái xong cái mua hồ. À, rồi, cái mua hồ bây giờ thành nguyên vàng luôn. Đây có nghĩa là đây, đây mình show cho các bạn xem là tổng thể nè. Đó. Tuy nói chung là không nhiều bằng những cái trại hoành tráng, nhưng mà cái này phải thuộc dạng là rất là nhiều, rất là xịn các bạn nha. Đó. Rồi ở đây cái chế độ thay nước của anh thì như thế nào? À, thay nước thì cứ 3 ngày mình sẽ hút đi 10% nước thôi. 3 ngày đúng không? Dạ. 3 ngày. Rồi xong chăm thêm nước mới. Hút cái 3 cái phân cặn gì? À, chỉ hút phân cặn thôi chứ. Rồi mấy trong... con mấy con trên cao này sao cho ăn? Thì có bắt ghế đứng lên cho ăn nha. Bắt ghế đứng lên cho ăn hả? Tại vì cái này không có đủ diện tích á, nên phải đợi cao. Sao cao. Ở trên xong để hồ trữ nước để xả xuống. Không anh, cái này em sử dụng nước máy trực tiếp luôn. Cái nhiều người người ta nuôi người ta cứ sợ là bơm nước máy vô là nó sẽ làm cho con cá bị sốc nước. À. Nhưng mà mình cứ bơm thì mình cứ bơm từ từ vô là nó ổn hết à. Nước máy, okay. nước máy ở đây còn lo nặng không? Không anh, bình thường à. Với lại do một phần người nuôi nữa, mình tập nó từ thói quen từ nhỏ là nó nói chung là lớn lên nó rất dễ nuôi, nó không có bị kén nước, giống như là mình thả vô là nó bị sốc nước. Rồi. Là mấy con này là to to, như mấy con này là sức bán được chưa? Tại vì bán thì phải lựa anh, lựa ví dụ như mấy con nào mà đầu nó căng tròn hết là bắt đầu mình xuất bán. Chứ mà mấy cái con mà nó đang bị tụt đầu giống hẹn như mùa mưa á, ừ. Lạnh, trời lạnh á là cá nó bắt đầu nó tụt đầu xuống là mình sẽ không bán. Tại mình để mình giao cho người ta thì nói chung là cá phải chuẩn. Trời ơi, mới nuôi có 1 năm kinh nghiệm mà rành dữ trời. Anh ít nhất phải 3 năm mới chứ sao mà 1 năm được. Đâu có anh trời, trước em mới chơi ha. Em còn đi mua con cá này nọ, cũng trên hội này nọ đồ thôi. Em mua vòng vòng nguyên quà này em chơi nè. Cái xong rồi từ từ nhiều người giới thiệu tới, cái xong rồi chơi nhiều. Rồi bên đây, bên phía bên đây là có cái gì nè? À, cá này là ra phơm, là nó chờ để ra hồ anh. Tại bây giờ hồ em chưa có để cho nó ra, bây giờ nó chỉ ngăn nhỏ vậy. Là anh là có thuộc dạng nuôi gia công hay tự ép? Nuôi gia công ha. Ừ. Tại vì ép á, bắt bột này nọ đồ á, thì nói chung là lấy cũng bên anh Đạt này nè. À, cũng là thuộc dạng nuôi gia công. Dạ, em chỉ nuôi gia công thôi, còn lấy lời rồi xong bắt đầu em nuôi lên. Ok. Nuôi gia công cũng ngon. Với lại cũng đâu có thời gian ép anh, hồi xưa thì đi làm cũng đâu có chơi này nhiều. Cứ mà ngày sáng rồi em ngày. Thấy có rất là nhiều người nuôi gia công. Tại vì ép cái con này mà để nghiên cứu được cái bổn tốt cũng phải mất thời gian khá lâu, đúng không? Đúng rồi. Mà mình dạng như mình kiếm tiền mà. Nó thành ra là cứ nuôi gia công cho nó lớn lên rồi lại xuất bán lại hơn. Dạ, chứ để mà nghiên cứu mà ép cái đó hơi khó. Đúng rồi. Còn bên Bình Farm này có con nào đẹp không? Không, con chơi coi anh. Bình Farm này hả? Bình Farm này thì hiện tại em đang farm gamma pha. Con thấy rồi, em thấy rồi. Nhưng mà có con nào đẹp không? Có con nào đẹp thì qua không? Đây, để em giới thiệu cho anh con này. Nào. Đây, con này đây. Nào. Đây. Cái dòng này á là cái dòng Campa RB. Campa RB, từ từ để mở đèn lên đã. Đây. Mới có một lúc.
múc tay múc múc đầu lên luôn. Ờ. Đó. Con này sai ngón rưỡi gì ha? Đâu đâu chưa. Chưa cỡ gần ngón cái. À. Đó. Bắt đầu. Lên hết rồi ha. Luôn lên hết rồi ha. Hiện tại mấy con kia nó cùng bầy nhưng mà nói chung là nó chưa có phát triển bung bằng như con này. Ừ. Ok. Còn gì đặc biệt không? Còn gì đặc biệt muốn show cho khán giả xem không? Thì nói chung là cá thì cá cũng nhiều loại lắm, ví dụ màu mà con này khác con kia con khác nào rồi. Cá trâu thì đa số bên đây thì nói chung là cá trâu hiện trâu nó trâu đầu nó nhiều, nó phun nó sáng. À. Có còn có nuôi cá bảy màu không? Không? Anh có nuôi cá bảy màu không? Không. Không. Trời, đam mê cái này thôi là cũng đủ mệt rồi. Thôi ok các bạn ơi. Thì nói chung là anh Phước là mới khởi nghiệp cũng hơn một năm thôi, nên thành ra là cũng chỉ tới đây thôi các bạn nha. Thì nếu như các bạn nào muốn xem những cái trại cá lớn hơn thì các bạn có thể comment phía bên dưới và mình sẽ đi tìm các bạn xem. Còn bây giờ mình sẽ xin kết thúc clip và mình xin cảm ơn anh Phước. Bắt tay các anh. Cảm ơn anh đã dẫn em và cũng như là khán giả đã đi cho đi xem cái mô hình nuôi của anh ở đây. Rồi. Mô hình này cũng gọi là thuộc là dạng trại cũng khá to to đấy chứ hơi giỡn à. Chúc anh thành công trong cuộc sống, bán được nhiều cá. Cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn. Ok các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Thế này nhớ like, share, comment và đừng quên để lại cho Nguyễn Phát một cái đăng ký các bạn nha. Bye.